kinh phí để đầu tư hệ thống điện đường chiếu sáng, thế nhưng ngay sau khi đầu tư xong lại không thể vận hành chiếu sáng, gây lãng phí và bức xúc trong dân. Thực tế đầy nghịch lý và khó hiểu này lại đang xảy ra ngay trong một khu đô thị giữa trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Những bóng điện chiếu sáng trên tuyến đường trong khu tái định cư số 2 thuộc dự án khu dân cư trục đường Bào Giang Cầu Mới, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi không hoạt động. Các hộ dân sinh sống tại đây lấy làm lạ và liên tục đặt câu hỏi: vì sao một dự án được đầu tư bài bản lại bị bỏ dở, gây lãng phí? Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng không được xử lý. Đã dựng lên trụ điện, bắn đèn nhưng mà tại sao không kết nối? Sự lãng phí mà đã nhà nước đã trang bị từ trụ tới đèn. Rồi dịch vụ đầu cuối nó đã sẵn rồi, chỉ còn mát vô thôi. Nhưng mà tại sao sẵn sàng chúng tôi bỏ tiền ra đáng để điện thắp sáng? Nhưng mà những cái việc này tại sao không làm được? Đường cái thành phố mà nó thua những cái đường nông thôn này, dân ở đây là rất là hoang mang á. Không có điện chiếu sáng nên tuyến đường qua khu tái định cư số 2 này trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Tai nạn giao thông, trộm cắp và nhiều vấn đề mất an ninh trật tự phát sinh. Thời điểm cận Tết thì càng lo ngại hơn. Đi lửa thì là dân là thường xả ra tai nạn, bỏ bán lên trên trụ điện mà không có điện là lãng phí cả đó. Vấn đề này cũng bà con nhân dân nơi đây là cũng hết sức là bức xúc. Chính vì thế là cũng mong muốn rằng và đề nghị của các cơ quan có liên quan và các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp cho bà con nhân dân ở nơi đây được có điện chiếu sáng. Theo tìm hiểu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi là chủ đầu tư dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bào Giang Cầu Mới. Năm 2019, đơn vị này đã đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường trong khu tái định cư số 2. Tuy nhiên, lại không làm thủ tục về hồ sơ pháp lý để bàn giao công trình lại cho thành phố Quảng Ngãi quản lý, vận hành theo quy định. Dự án sau đó được chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. Đến tháng 9 năm 2021 thì dự án này lại tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi điều chỉnh, giao về Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Và cả 3 lần thay đổi chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi vẫn chưa nhận bất kỳ thủ tục hồ sơ nào từ chủ đầu tư để làm cơ sở tiếp nhận dự án, đấu nối điện, đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng điện đường. Có nghĩa là ban bây giờ anh đâu có lý hết, quỹ xây dựng kia anh bằng giao cho anh quỹ đất rồi. Anh quỹ đất thì anh kêu là đã bằng giao lại cho công trình giao thông tỉnh. Đó. Cho đây về phía thành phố thì là chỉ cần bây giờ có một cái đơn vị nào, phải có một đơn vị đứng ra nhận cái nhiệm vụ này và soát xét lại hết cái hồ sơ khu vực đó và kiểm tra nếu đủ điều kiện kỹ thuật là thành phố sẽ tiếp nhận và sẽ cho đấu nối hồ sơ. Nó chỉ có vướng như vậy thôi. Đêm xuống, những hộ dân trong khu tái định cư số 2 thuộc dự án khu dân cư trục đường Bào Giang Cầu Mới lại tiếp tục đối mặt với nhiều nỗi lo. Trước kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi, chủ đầu tư mới là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thông tin là chưa nhận được bàn giao hồ sơ từ các chủ đầu tư trước nên chưa có thông tin về dự án cũng như cơ sở pháp lý để thực hiện sửa chữa, khắc phục hệ thống điện đường chiếu sáng cho dân.